Thành ra có đi kiếm vòng vòng tuốt không có tái ở các máy cũ ấy. Đi vô cái cấm đường đi ra cái kiếm mà chị thọ hết người chị này cái kia nha. Thôi cái này nó là lý do khách quan nha, nhưng mà còn cái chủ quan thì rất là xin lỗi các bạn nha, không có chấp nhận lý do chủ quan đúng không? Được. Hôm nay thì cũng là cái ngày mà phải nói là khi nhận được cái tin nhắn của anh Sơn Tây mời chúng ta đến để mà họp mặt tại cà phê Một Thuở thì phải nói là rất là xúc động, và cũng không ngờ rằng là chúng ta có, mặc dù là còn thiếu nhưng mà không ngờ được đông đủ như này. Thì chị em tụi tôi nghĩ là cái món quà mà đối với Sơn Tây là sự hiện diện của mọi người, cái đó là cái món quà không có một cái gì có thể mà sẽ bằng. Vỗ tay. Hôm nay chị cũng để một cái kỷ niệm và một cái ấn tượng để cho Sơn Tây nghĩ rằng dù là bao nhiêu lâu không gặp nhau, hay là bất cứ cái cuộc gọi là vật đổi sao rời, thì cái Một Thuở nó vẫn ở trong tim của mọi người và chúng ta vẫn không quên nhau, đúng không ạ? Mà theo như thường khi đến mà một cái buổi tiệc nào hoặc mặt nào thì chúng ta ở đây là vừa Á Châu vừa Âu Châu nữa ha, thì người ta tặng hoa cho vị chủ nhân của nữ chủ nhân. Vâng. Không tặng hoa chủ nhân nhưng mà tặng cho nữ trong cho cô nam, thì anh Sơn Tây hoan bước ra mời nữ chủ nhân. Mời chị thấy là mời anh công để tặng hoa cho đại diện cho nhóm cậu sinh lên trường tặng hoa gì chị, không có tặng cái bao lì xì ngay. Dạ rồi tiếp theo đến cái phần mà tụi tôi nghĩ rằng tụi tôi vẫn mong rằng là Sơn Tây an cư lạc nghiệp, tại vì mấy năm nay Sơn Tây đi đây đi đó nhiều quá. Cái là cái an cư lạc nghiệp mà nó sẽ là một cái nơi mà lúc nào đó Sơn Tây muốn gặp chúng ta thì có nơi chúng ta đến, đừng bị lạc nhé. Một cái lời gọi là gì, lời chúc cho sự an cư lạc nghiệp, một cái lời là nếu Sơn Tây có một cái lúc nào mà một cái quán chứ ngày xưa mà thì ở đây coi như chúng tôi góp vốn, đúng không ạ? Vâng, mời các bạn góp vốn cho Sơn Tây. Tấm lòng của đã đạo diễn chương trình này thì phải nói rằng như nãy tôi có phát biểu, tôi rất trân trọng cà phê Một Thuở, mặc dù tôi đã sáng tác ra nó, nhưng mà trân trọng ở đây là những con người đã đến với cà phê Một Thuở. Thì với tấm lòng của anh chị tôi cũng ghi nhận, nhưng mà phải nói rằng còn tiếp tục không, nghĩa là một câu chuyện của tương lai, mong rằng mọi chuyện nó cũng sẽ như thế nào đó, nhưng mà tôi xin hứa rằng sẽ gặp mọi người thường xuyên trong cái không khí như ngày hôm nay. Xin hứa. Hôm nay tôi thấy là Lê Văn Duyệt có Trương Vương phối hợp, sợ quá mà đứng ở đây không? Không. Rồi, này là cổ phần đó nha. Cổ phần. Cảm ơn hôm nay cho mọi người có dịp là cầu nối cho mọi người gặp lại. Xin chào hoài nha. Ok. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Cổ phần. Hay quá. Chụp kiểu anh đâu. Rồi. Quá. Đây nét lắm đây. Đây nè quay cho trời mình giống đây. Đang nhớ luôn nè. Ngon không? Dạ rồi.
Để đây anh phải nói lời chúc là tôi đã chúc rồi chẳng bàn nữa rồi à. Chúc sơn tây thành là tây tây. Anh thì có mang quà nhớ cô Hoàng. Lúc nãy là phải nói là lặp lại là cái trong cái lần học này có cô Hoàng mà rất là Dung là con chị thì cái bao thơ này cũng là sức khỏe ngày nào cũng cả gia đình em cứ giữ trong này á thì mình thì cứ xa rồi đó. Đúng rồi. Tôi là Mai từ đây.